Trước thời điểm bão số 9 đổ bộ, Thừa Thiên Huế đã di dời hơn 19.300 hộ dân với gần 65.000 nhân khẩu đến các địa điểm an toàn. Trong thời gian tránh bão, người dân được chính quyền cung cấp lương thực thực phẩm và liên tục cập nhật các thông tin diễn biến của cơn bão, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là một trong những hộ dân nằm ở vùng thấp trũng, có nhà không kiên cố trên địa bàn phường Phú Bình, thành phố Huế. Bà Hồ Thị Ca cảm thấy yên tâm hơn khi được chính quyền địa phương vận động lên trạm y tế phường để tránh bão số 9. Không chỉ gia đình bà Ca, hơn 203 hộ gia đình trên địa bàn phường cũng được chính quyền vận động đến hai địa điểm tập trung. Đây là những nơi kiên cố, được kết nối liên lạc đến lực lượng chức năng và có cán bộ phụ trách theo dõi, nên người dân sẽ yên tâm khi trú bão tại đây. Vừa gió cái là chuẩn bị lên lưng cho rồi cho đến kịp, như quá này đang có rồi cho ủy ban, bị công an nó về, nó về có nói rồi có gì dọn lên cấp. Lên đấy thì an toàn thôi, bởi những cái chi mà nghe gió bảo cái là cùng dơ lên đây. Các cái ban ngành đoàn thể đã vận động bà con nhân dân ở những cái nhà cao tầng để cho những gia đình đơn sơ tránh trú. Riêng đối với các cái cơ sở tập trung thì gồm có trụ sở ủy ban nhân phường, trạm y tế, trường tiểu học, trường mầm non, sẵn sàng đón bà con nhân dân tránh trú vào chiều ngày hôm qua. Bên cạnh công tác di dời dân cư đến nơi ở an toàn, thì công tác đảm bảo nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm cho người dân cũng được các địa phương chú trọng. Ngoài ra, tại những điểm này đều có lực lượng dân quân tự vệ, công an, bảo vệ dân phòng trực chốt để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân. Thang đến đây nói chung yên tâm, nói chung là nói về đói thì không sợ đói rồi. Đấy. Các chú cứ lên nói lấy đồ để đạt ăn cứ thoải mái. Giống như ở trong gia đình mình vậy. Thì qua đây là có gì ăn nấy, nói thiệt tâm lại vậy, nhưng mà mấy anh là rất tốt với gia đình chúng tôi. Nói chung ai mà qua đây là đều tốt hết. Đó. Lo ăn ngày ba bữa đàng hoàng, nước uống, không thiếu một cái gì hết. Có chỗ ăn, chỗ ở, rồi tắm rửa, giặt giũ. Là đây là gia đình chúng tôi rất là cảm ơn bên đây nhiều. Các hộ dân đã đến nơi các nơi an toàn, ở tại các nhà lân cận hoặc là các cái điểm tập trung do phường bố trí. Tại các điểm tập trung thì phường cũng đã bố trí những nhu yếu phẩm mà cần thiết cho bà con như là chăn mùng màn, rồi thức ăn hàng ngày cho bà con để đảm bảo đời sống cho bà con trong thời gian tránh trú bão. Cả địa phương cũng cho biết căn cứ vào tình hình diễn biến của bão cũng như các chỉ đạo chung của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để có phương án đưa người dân trở về nhà một cách an toàn khi bão suy yếu, cũng như sớm khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống người dân vùng bão lũ. Sau khi cơn bão số 9 đi qua và đảm bảo an toàn, thì chính quyền địa phương sẽ ra soát, kiểm tra cái tình hình thiệt hại do mưa bão trên địa bàn của phường, và qua đó ra soát các cái hộ hoàn cảnh khó khăn, hộ đã thiệt hại về tài sản để có phương án báo cáo thành phố, cũng như là hỗ trợ đối những hộ khó khăn trong cái việc dựng lại nhà hoặc là sửa chữa nhà trong thời gian sớm nhất để bà con ổn định, cũng như là hỗ trợ các cái nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Huế chưa ghi nhận thiệt hại nào do bão gây ra. Mặc dù cơn bão số 9 đã suy yếu dần, nhưng người dân không nên chủ quan mà cần thận trọng đề phòng với những ảnh hưởng của bão có thể gây ra.